Trần Khánh Dư sinh 1240 mất 1340, hiệu là Nhân Huệ Vương, là một chính khách, nhà quân sự Đại Việt dưới thời đại nhà Trần. Ông nổi bật với việc giữ chức phó đô tướng quân trong kháng chiến chống Nguyên lần 2 và 3, tiêu diệt đoàn thuyền lương quân Nguyên ở Vân Đồn năm 1288, tham gia chinh phục Chiêm Thành năm 1312 nhưng bị sử sách phê phán vì tính tham lam, thô bỉ thể hiện qua câu nói, tướng là chim ưng, dân lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ. Thiên tử nghĩa nam, Trần Khánh Dư quê ở Chí Linh, Hải Dương, cha là thượng tướng Nhân Huệ hầu Trần Phó Duyệt, tương truyền mẹ là Trần Thái Anh. Khi còn thiếu thời, rất ít chuyện ghi chép về ông. Trong lần chống quân Nguyên Mông vào năm 1258, Khánh Dư có công nhân sơ hở đánh úp quân giặc. Sau đó, ông đánh người Man ở vùng núi, thắng lớn, được nhận làm thiên tử nghĩa nam, phong làm phiêu kỵ đại tướng quân. Chức phiêu kỵ tướng quân nếu không phải là hoàng tử thì không được phong. Vì Khánh Dư là thiên tử nghĩa nam cho nên mới có lệnh đó. Rồi từ trật quan nội hầu thăng mãi đến tử phục thượng vị hầu, quyền chức phán thủ. Về vấn đề vị hoàng đế nhà Trần nào là người nhận Trần Khánh Dư làm con nuôi, đến nay vẫn có nhiều điểm nghi hoặc. Nguyên văn trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Nhâm Ngọ, Thiệu Bảo, năm thứ tư, 1282. Lần trước, quân Nguyên vào cướp, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư nhân sơ hở đánh úp quân giặc. Thượng Hoàng khen ông có chí lược, lập làm thiên tử nghĩa nam. Lúc này Sử Ký đang ghi kỷ về Trần Nhân Tông, nên Thượng Hoàng có lẽ là Trần Thánh Tông. Tuy nhiên vào thời điểm ấy, nếu xét Trần Khánh Dư, vào lúc người Nguyên vào cướp, đã có quân công, thì phải là thời điểm năm 1257 khi Ngột Lương Hợp Thai dẫn quân vào. Mà vào thời điểm ấy, để có đủ trưởng thành lập quân công, ông ít nhất phải bằng tuổi Trần Thánh Tông, khi ấy khoảng 18 tuổi, và người nhận ông làm con là Trần Thái Tông mới phải. Tuy nhiên, nếu trường hợp ông bằng tuổi Trần Thánh Tông, tức là sinh năm 1240, thì đối chiếu năm mất 1340, ông sấp xỉ 100 tuổi, một tuổi thọ hơi khó tin. Cho nên, Trần Khánh Dư là được vị hoàng đế nhà Trần nào nhận làm nghĩa nam, đến bây giờ cũng hoàn toàn không có kết luận chuẩn xác. Theo lịch triều hiến chương loại chí thì ông được Trần Thánh Tông nhận làm thiên tử nghĩa nam. Tư thông trọng án, sau khi có được địa vị, Trần Khánh Dư lại vướng phải vụ án gian dâm với Thiên Thụy công chúa là vợ Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn, con trai Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Bấy giờ Hưng Vũ Vương Nghiễn vì là con trai Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn, lại công đánh giặc nên rất có uy thế, nên Thượng Hoàng mới chỉ hôn Thiên Thụy công chúa cho. Đến đây, sự việc phát giác, tuy nhà Trần không xa lạ với chuyện thân thích cưới gả, thế nhưng Trần Khánh Dư thân là thiên tử nghĩa nam lại có hành vi tư thông, là một loại quan hệ đáng lên án của xã hội xưa. Trong phiên tòa xử tội ông, Trần Thánh Tông sợ Phật ý Hưng Đạo Vương mà đã phạt tội đánh đến chết. Nhưng Thánh Tông lại ngầm hạ lệnh cho lính đánh chúc đầu gông xuống, nhờ thế mà qua 100 roi Trần Khánh Dư vẫn sống. Theo luật thời đó, qua 100 roi mà không chết nghĩa là trời tha, nhờ vậy mà ông đã được miễn tội chết. Sau đó, ông bị phế truất binh quyền, tịch thu gia sản phải trở về Chí Linh làm nghề bán than. Phục chức, năm 1282, ông được Trần Nhân Tông phục chức và được phong làm phó đô tướng quân trấn giữ Vân Đồn. Lúc đó, thuyền vua đỗ ở bến Bình Than, nước chiều rút, gió thổi mạnh, có chiếc thuyền lớn chở than củi, người lái thuyền đội nón lá, mặc áo ngắn. Vua chỉ và bảo quan thị thần, người kia chẳng phải là Nhân Huệ Vương đó sao? Lập tức sai người chèo thuyền nhỏ đuổi theo, đến cửa đại than thì kịp, quân hiệu gọi, ông lái ơi, có lệnh vua triệu. Khánh Dư trả lời, lão là người buôn bán, có việc gì mà phải triệu. Quân hiệu trở về tâu thực như thế. Vua bảo, đúng là Nhân Huệ đấy, ta biết người thường tất không dám nói thế. Vua lại sai nội thị đi gọi. Khánh Dư mặc áo ngắn, đội nón lá đến gặp vua. Vua nói, nam nhi mà đến nỗi này thì thực là cùng cực rồi, bèn xuống chiếu tha tội cho ông. Khánh Dư lên thuyền lạy tạ. Vua ban cho áo ngự, cho ngồi các hàng dưới các vương, trên các công hầu, cùng bàn việc nước, nhiều điều hợp ý vua. Khánh Dư có công lớn trong việc đánh tan đạo Minh thuyền chở lương thực, khí giới của quân Nguyên do Trương Văn Hổ chỉ huy vào tháng 12 năm 1287, góp phần làm xoay chuyển tình thế chiến tranh. Tháng 5 năm 1312, ông theo Trần Anh Tông đem quân đi đánh Chiêm Thành.
trận này quân Đại Việt bắt được chúa Chiêm Thành là Chế Chí đem về. Cuối đời, năm 1323, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư xin về chí sĩ, tại vùng ấp ông được phong, thuộc xã Dương Hòa, Lộ Lý Nhân, Hà Nam. Một lần, ông đi chơi đến Tam Điệp, Trường Yên, Ninh Bình qua vùng đất thấy đồng cỏ bát ngát, sông nước hữu tình, ông bèn sai gia nhân đến khai khẩn, lập thành làng mới. Dần dần, người kéo đến làm ăn ngày càng đông, ông đặt tên là Trại An Trung. Sau đó, dân các vùng khác tiếp tục đến, lập thêm trại Động Khe và trại Tịch Nhi, thuộc hai xã Yên Nhân và Yên Đồng, huyện Ý Yên, Nam Định. Ông ở lại những nơi mới khai phá này 10 năm. Sau đó, ông trở về ấp Dưỡng Hòa cũ và giao lại các trại mới lập cho hai gia tướng họ Bùi và họ Nguyễn coi sóc. Trong buổi đầu khai hoang lập ấp, ông đã bỏ tiền nhà ra giúp vốn cho dân, ông còn hướng dẫn dân trại Tịnh Nhi trồng cây cói và làm nghề dệt cói. Năm 1340, Nhân Huệ Vương mất, hưởng thọ 100 tuổi. Nhân dân trong vùng lập đền thờ ông ở trại An Trung, trên nền nhà xưa ông đã ở, để ghi tạc công đức của ông. Trong đền có bức đại tự, ẩm hà tư nguyên, uống nước nhớ nguồn và đôi câu đối. Nhân Huệ Vương tân sáng giang biên, thố địa ốc nhiều kim thượng tại. Bùi, Nguyễn tộc cựu mô kế trí, gia cư trù mật cổ do lưu. Tạm dịch, Nhân Huệ Vương mở mới bến sông, đồng ruộng tốt tươi nay vẫn đó. Họ Bùi Nguyễn theo nền nối trí, cửa nhà đông đúc trước còn đây. Lễ hội Quan Lạn, ngày nay ở bến đình thuộc xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, dân trong vùng vẫn tổ chức lễ hội Quan Lạn, còn gọi là hội đua bơi Quan Lạn, là hội làng của người dân xã đảo Quan Lạn, một hòn đảo nằm ở khu trung tâm thương cảng cổ Vân Đồn nhằm kỷ niệm chiến thắng Vân Đồn năm 1287 của Trần Khánh Dư. Lễ hội diễn ra từ ngày 12/6 âm lịch, chính hội ngày 18/6 âm lịch. Lễ hội được tổ chức trên bến đình, nơi có đình Quan Lạn, một ngôi đình cổ trong số ít những ngôi đình còn giữ được cho đến ngày nay. Vinh danh, tên ông được đặt cho nhiều đường phố ở Việt Nam như tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc các thành phố, thị xã tại Quảng Ninh, Hạ Long, Quảng Yên, kênh Tiểu Sử.